Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức mới nhất, nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 30 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, từ tháng 6, tại 8 tỉnh của Trung Quốc, gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu, Vân Nam bước vào mùa lũ khi mưa trút xuống mạnh nhất từ trước đến nay. Hơn 50 con sông có mực nước vượt mức cảnh báo, nhiều nhà cửa, đất đai đều bị ngập nước và nhiều người bị mất tích. Theo thông tin khí tượng Trung Quốc, trong 3 ngày tiếp theo sẽ có mưa lớn hoặc mưa bão cực lớn ở những nơi như đồng bằng Châu Giang ở Quảng Đông. Mưa lớn tiếp tục ở những nơi như Giang Nam và Hoa Nam. Một số vùng sẽ có mưa to và bão. Tuần tới, mưa sẽ di chuyển về phía Bắc, khu vực giữa và hạ lưu của sông Dương Tử sẽ bước vào đợt mưa đầu mùa. Vào ngày hôm qua, một cơn mưa lớn đã xảy ra tại Giang Hoa, một huyện tự trị dân tộc Giao ở Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có tổng cộng 8 thị trấn và 20 thôn bị nước sông tràn vào. Trận lụt khiến quốc lộ 207 bị gián đoạn và 30.000 hecta hoa màu và gần 7.000 hecta lúa nước bị ngập. Theo thông tin từ trang Weibo chính thức của huyện Giang Hoa, từ 23 giờ ngày 23 tháng 6, huyện này đã hứng chịu trận lụt lớn nhất trong 50 năm qua, với lượng mưa lớn nhất tới hơn 200mm và 21 trạm có mưa hơn 100mm. Vào lúc 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày 28 tháng 7, địa phương đã đưa ra phản ứng khẩn cấp phòng chống lũ cấp 1. Lũ lụt đã khiến cây nông nghiệp ở hai bên bờ sông tại các thị trấn bị ngập úng, một số ngôi nhà dọc theo con sông ở thị trấn Đà Giang, một cây cầu cổ hơn 100 tuổi đã bị ngập lụt. Vào lúc 11 giờ trưa ngày 29 tháng 7, mực nước lên cao nhất khiến cây cầu bị ngập gần hết. Do lũ bất ngờ bộc phát khiến nước sông dâng lên đột ngột. Tính đến 17 giờ ngày 29 tháng 7, có một người chết và 4 người mất tích. Cũng trong cùng ngày, đã có mưa to đến rất to ở Quế Lâm, Liễu Châu, Hà Trì, Lai Tân, Hạ Châu và một phần của miền Bắc Ngô Châu ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây kèm theo sấm chớp và gió giật mạnh. Theo thông tin khí tượng của Quế Lâm cho biết, Đài Loan quan sát khí tượng thành phố Lệ Phố đã đưa ra 2 lần cảnh báo đỏ đối với mưa bão. Huyện Dương Sóc đưa ra cảnh báo đỏ 3 lần và trạm khí tượng huyện Vĩnh Phúc liên tiếp đưa ra cảnh báo đỏ 4 lần. Hiện tại, mưa lớn đã gây ngập úng nghiêm trọng ở nhiều nơi. Theo dự đoán của Cục Thủy văn Dương Sóc, vào ngày 28 tháng 7 sẽ có một trận lũ cao hơn 2 mét so với mực nước cảnh báo, trong đó mực nước cảnh báo là 109,5 mét tại khúc sông Lệ Giang. Ngày 28 tháng 7, mực nước sông Liễu ở thành phố Liễu Châu, Quảng Tây tăng vọt. Mực nước cao nhất của trạm thủy văn Liễu Châu là 83,23 mét, vượt quá mực nước cảnh báo 0,73 mét. Các con đường ven sông, tầng 1 của khu dân cư và các cửa hàng bị ngập lụt. Rác bùn bẩn đầy khắp đường, giao thông và các sinh hoạt của cư dân bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Vào chiều ngày 28 tháng 7, do mưa lớn liên tục, một vụ lở núi đã xảy ra gần lối ra của đường hầm số 7 Hà Trì tại đường cao tốc Sán Côn – Hà Trì – Quảng Tây. Một tảng đá lớn lăn xuống lề đường gần lối ra của đường hầm gây cản trở giao thông. Lượng mưa lớn liên tục ở Quảng Tây đã gây ra lũ lụt và lở đất. Lở núi khiến cho 88.468 người bị ảnh hưởng, 61 hộ và 128 ngôi nhà bị sập, một người thiệt mạng vì sét đánh. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lên tới 14.225 ha. Trong số đó, thị trấn Dương Sóc và các huyện khác ở Quảng Tây đã bị ngập. Theo dự báo của Cục Khí tượng, lượng mưa lớn ở Quảng Tây sẽ không chỉ tiếp diễn mà còn tăng trong vài ngày tới. Mưa lớn đến mưa rất lớn sẽ xảy ra ở Quế Bắc và Quế Trung. Mưa trên diện rộng ở Quảng Đông cũng sẽ tiếp tục trong 2 ngày tới. Gần đây, mưa lớn cũng xảy ra liên tiếp ở Quảng Đông. Theo dữ liệu, theo dõi thủy văn lúc 20 giờ tối ngày 28 tháng 7 đến 8 giờ ngày 29 tháng 7, 4 trạm trên toàn tỉnh Quảng Đông đã ghi nhận những trận mưa lớn hơn 250mm và 112 trạm ghi nhận những cơn mưa lớn từ 100mm đến 250mm. Trong số đó, ở Thanh Viễn, có 3 trạm ghi nhận mưa cực lớn trên 250mm. Tính đến 12 giờ ngày 28 tháng 7, có 5 trạm sông có mực nước vượt quá mức cảnh báo. Vào ngày 27 tháng 7, mưa lớn đến mưa rất lớn đã xảy ra ở Châu Thổ sông Châu Giang, phía Bắc Dương Giang, miền Nam Thanh Viễn, miền Nam Thiều Quan và đầu nguồn sông đã xảy ra một trận mưa lớn. 10 thành phố bao gồm Quảng Châu, Chu Hải, Sán Đầu, Huệ Châu, Đông Quan và Sán Vĩ ở tỉnh Quảng Đông đều bị ảnh hưởng.
từ đêm ngày 27 tháng 7 đến sáng ngày 28 tháng 7 đã có mưa lớn trên diện rộng ở Thâm Quyến. Trong số đó, Đài quan sát khí tượng Thâm Quyến lần đầu tiên đã đưa ra tín hiệu cảnh báo đỏ đối với mưa lũ trong năm nay. Các trường tiểu học và trung học, mẫu giáo và nhà trẻ của thành phố đóng cửa cả ngày. Ngày 17 tháng 7 đến 9 giờ ngày 26 tháng 7, Quảng Đông đã phát đi 1.057 tín hiệu cảnh báo nắng nóng, hạn hán và mưa bão, bao gồm 73 cảnh báo đỏ. Cho đến 13 giờ 37 phút ngày 26 tháng 7, vẫn còn 36 cảnh báo nắng nóng và mưa bão có hiệu lực tại 36 thành phố và quận. Theo dự báo thời tiết, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7, ở Quảng Đông có mưa lớn liên tục và mưa lớn cục bộ. Một số thành phố trong cơn dông có kèm theo gió giật cấp 8 đến cấp 9. Vào ngày 21 tháng 7, huyện Cống Sơn, Nộ Giang, tỉnh Vân Nam cũng đã hứng chịu trận mưa lớn liên tục lớn nhất trong lịch sử khí tượng. Nhiều nơi chịu tổn hại nghiêm trọng như lở đất, giao thông vận tải, điện lực, thông tin, trồng trọt, nhà ở, cấp nước và có ít nhất có 2 người chết và 6 người mất tích. Thiệt hại kinh tế đã vượt quá 700 triệu nhân dân tệ. Vào ngày 23 tháng 7, huyện Quảng Nam, khu tự trị dân tộc Mèo, Choang của Văn Sơn, tỉnh Vân Nam đã gặp phải một đợt mưa lớn, nhiều nơi xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng và tầng 1 của một số ngôi nhà bị ngập hoàn toàn do lũ lụt. Trước đó vào ngày 17 tháng 7 đã có những cơn bão lớn hoặc dông ở Bình Hương, Tân Dư, Cát An, Phù Châu, phía Bắc Cống Châu và miền Nam Nghi Xuân. Trận mưa lớn liên tục ở Giang Tây đã khiến hơn 440.000 người ở 10 khu vực thành phố và 51 huyện bị thiệt hại. Một số ngôi nhà bị hư hại, một số khu vực đô thị bị ngập úng nghiêm trọng và một số đoạn đường giao thông bị tắc nghẽn do ngập nước. Cầu bị hư hại, hoa màu bị ngập lụt, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 400 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, Bình Hương, Thượng Nhiêu, Cảnh Đức, Cống Châu và những nơi khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kể từ ngày 22 tháng 7, hầu hết các quận và thành phố ở tỉnh Phúc Kiến đã bị ảnh hưởng bởi mưa. Mưa lớn đã xảy ra ở khu vực phía Bắc. Theo tiết lộ của Văn phòng Phòng chống lụt bão tỉnh Phúc Kiến, từ 6 giờ sáng ngày 22 tháng 7 đến 6 giờ sáng ngày 23 tháng 7, 62 thị trấn ở 25 thành phố của tỉnh Phúc Kiến có lượng mưa vượt quá 50mm. Trong đó, 6 thị trấn ở 5 thành phố trên 100mm. Thị trấn Phượng Bộ của quận Cổ Điền là lớn nhất với 147,7mm và lượng mưa tối đa trong 1 giờ là 92,7mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, tuyến đường sắt Ưng Châu – Hạ Môn ở Phúc Kiến đến phần thượng nguồn xảy ra lở đất. Dự báo thời tiết cho thấy, từ đêm ngày 23 đến ngày 24 tháng 6, trên toàn tỉnh có mưa to và sấm chớp. Thưa quý vị, kể từ khi vào kỳ mưa đầu mùa, mưa lớn đã liên tục xảy ra ở thành phố Phù Châu, tỉnh Chiết Giang. Vào lúc 1 giờ ngày 24 tháng 7, do ảnh hưởng bởi mưa lớn, một trận lở đất bất ngờ xảy ra ở làng Đại Hầu, thị trấn Cửu Hoa, huyện Kha Thành, Phù Châu, khiến cho 107 người dân trong làng đã phải sơ tán. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, không khí ngột ngạt trong cái nắng nóng oi bức thật khắc nghiệt. Vào ngày 24 tháng 7, nhiệt độ đã lên tới 40 độ C trong ngày thứ ba với nhiệt độ nóng bức đã thiêu rụi một khu vực có diện tích bằng California ở miền Bắc Trung Quốc. Ở Bắc Kinh từ năm 1990 đến năm 2022, số ngày trung bình có nhiệt độ từ 35 độ C trở lên là 10,6 ngày. Tờ Bắc Kinh Daily đưa tin, trích dẫn dữ liệu chính thức. Tờ báo cho biết tháng 7 vẫn chưa kết thúc và con số đó đã bị đánh bại sau khi nhiệt độ ở Bắc Kinh vượt quá 35 độ C vào ngày thứ 14 trong năm nay, vào ngày 24 tháng 7. Các khu vực của Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Nội Mông, Thiên Tân và Bắc Kinh đã nâng hoặc giữ cảnh báo thời tiết nắng nóng ở mức độ đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của Trung Quốc. Trong hệ thống mã màu, màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam. Cảnh báo màu đỏ biểu thị nhiệt độ có thể vượt quá 41 độ C trong vòng 24 giờ. Một khu vực kết hợp có diện tích bằng California đã ghi nhận nhiệt độ trên 37 độ C. Theo phương tiện truyền thông địa phương cho biết, đợt nắng nóng năm ngoái cho thấy một số rủi ro đối với nguồn cung lương thực của Trung Quốc và tác động tiềm ẩn đối với giá cả, Capital Economics viết trong một ghi chú hôm 23 tháng 7. Một đợt hạn hán khác sẽ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, trong khi vật nuôi dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, ngay cả khi tránh được kết quả tương tự trong năm nay. Biến đổi khí hậu có nghĩa là những sự kiện như vậy có khả năng xảy ra với tần suất ngày càng tăng trong tương lai. Các đợt nắng nóng, đợt thứ hai trong khoảng 10 ngày, được gây ra bởi các khối không khí ấm kết hợp với các dạng núi áp suất cao trong khí quyển. Theo các nhà khí tượng học Trung Quốc, hiệu ứng này được khuếch đại bởi lớp mây mỏng và thời gian ban ngày dài vào khoảng ngày hạ chí.
Vào ngày 24 tháng 7, Bắc Kinh có nhiệt độ cao tới 40,3 độ C sau khi nóng ở mức 41,1 độ C vào ngày 23 tháng 7. Ngày nóng thứ hai được thủ đô Trung Quốc ghi nhận trong thời hiện đại. Cho đến tuần này, thành phố gần 22 triệu người dân này chưa bao giờ có nhiệt độ trên 40 độ C trong 2 ngày liên tiếp, kể từ khi thành lập đài quan sát chính ở vùng ngoại ô phía Nam vào năm 1951. Nhiệt độ cao nhất mọi thời đại của Bắc Kinh là 41,9 độ C, được ghi nhận vào ngày 24 tháng 7 năm 1999, vẫn còn nguyên vẹn cho đến nay. Hôm 24 tháng 7, chính quyền Bắc Kinh cho biết các trường học có thể giảm hoặc thậm chí đình chỉ các lớp học nếu thời tiết trở nên rất nóng. Các đợt nắng nóng ở miền Bắc Trung Quốc dự kiến sẽ giảm vào ngày 2 tháng 8 trước khi tăng cường trở lại vào cuối tuần. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đã điều 12 chiến đấu cơ và 4 tàu chiến quanh Đài Loan đưa ra cảnh báo hàng hải. Cục An toàn Hàng hải Sơn Đông công bố các hoạt động quân sự lớn trong vùng đưa ra cảnh báo hàng hải ở biển Hoàng Hải vào ngày 24 tháng 7. Cùng với cảnh báo này, Trung Quốc đã điều 12 chiến đấu cơ, 4 tàu chiến quanh eo biển Đài Loan từ ngày 24 tháng 7. Cục An toàn Hàng hải Sơn Đông vào tối ngày 24 tháng 7 đã đưa ra một cảnh báo hàng hải nói rằng các hoạt động quân sự lớn sẽ được tiến hành ở Hoàng Hải từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Vào hôm Chủ nhật, cơ quan này tuyên bố rằng việc điều hướng trong khu vực được chỉ định trong khoảng thời gian này sẽ bị cấm nhưng không nêu rõ những hoạt động quân sự nào sẽ được thực hiện. Bộ Quốc phòng Đài Loan sáng ngày Chủ nhật 25 tháng 7 đã thông báo rằng có 12 máy bay quân sự của lực lượng phòng không quân đội giải phóng nhân dân và 4 tàu hải quân quân đội giải phóng nhân dân đã xuất hiện quanh Đài Loan. Cơ quan này đang theo dõi. Các chiến đấu cơ và tàu chiến của Bắc Kinh đã đi vào khu vực phía tây nam vùng nhận dạng phòng không Adit của Đài Loan. Các máy bay được theo dõi trong Adit bao gồm một máy bay trinh sát chiến thuật Sanji I-8 Reconnaissance, một máy bay tác chiến chống ngầm Sanji I-8 và hai máy bay không người lái UAV Quý Châu VKZ-7 Soaring Darren Rixi. Máy bay I-8 được phát hiện ở góc tây nam của Adit, trong khi các UAV được theo dõi ở phía đông bắc của quần đảo Đông Sa, theo Taiwan News. Sau cuộc gặp mang tính bước ngoặt của Tổng thống Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy, Trung Quốc đã trả đũa bằng cách phát động cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 3 ngày xung quanh Đài Loan từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7. Trung Quốc cũng áp đặt vùng cấm bay ở phía bắc Đài Loan để phóng tên lửa Trường Chinh 4B vào Chủ nhật. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!